Những năm gần đây, phong trào trồng cây xanh được tỉnh Hưng Yên quan tâm và phát động mạnh mẽ từ tỉnh đến các địa phương, các ngành, các đoàn thể. Đặc biệt, thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ, tỉnh Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch trồng cây nhân dân giai đoạn 2022-2025 nhằm tạo cảnh quan, môi trường xanh sạch đẹp, tạo bóng mát, góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hưng Yên đã ban hành kế hoạch số 168 năm 2021 trồng cây nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới ban hành tại các quyết định số 318 năm 2022, số 320 năm 2022, số 321 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Hưng Yên đã tiếp tục bổ sung, điều chỉnh kế hoạch trồng cây nhân dân nhằm đảm bảo tiêu chí cây xanh trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Với mục tiêu hình thành các đường cây, hàng cây đồng bộ về kích cỡ, chủng loại, gồm một số loại cây chính như kèn hồng, bằng Đài Loan, bằng lăng, Osaka hoa vàng, hoa ban Tây Bắc. Ngoài ra, tại các địa điểm đặc thù có thể lựa chọn một số loại cây như đa, đề, được trồng ở những khu tâm linh, khu di tích. Bạch đàn, keo lai được trồng tại các hành lang các khu cụm công nghiệp. Phượng và một số loại cây khác được trồng tại các địa điểm công cộng để tạo điểm nhấn, làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Năm 2023, kết quả trồng cây nhân dân của tỉnh Hưng Yên vượt cao so với kế hoạch đề ra. Ngay sau ngày nghỉ Tết Xuân Quý Mão, lễ phát động trồng cây của tỉnh được tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tại tuyến đường Bắc đô thị Đại học Phú Hiến, thành phố Hưng Yên. Dự lễ phát động có đồng chí Võ Văn Thưởng, thường trực Ban Bí thư, nay là Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là vinh dự lớn cho tỉnh và là tiền đề để các cấp các ngành và đông đảo tầng lớp nhân dân tỉnh ta tích cực trồng cây nhân dân vượt kế hoạch đề ra. Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cán bộ nhân dân thành phố Hưng Yên tiến hành trồng 230 cây hoa ban Tây Bắc tại tuyến đường Bắc đô thị Đại học Phú Hiến dài 2.300 m. Giờ đây, hàng hoa ban Tây Bắc đã phát triển và tạo điểm nhấn cho con đường thanh thang rộng mở này. Trước toàn bộ cái tuyến này của chúng tôi là chưa có hàng cây. Thì sau khi được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo về trồng cây, thì hiện nay cái tuyến đường cây của chúng tôi trở thành một cái tuyến đẹp, xanh quang và sạch đẹp. Cái thứ hai nữa là đem lại cái cảnh quan môi trường của thôn cũng như là của thành phố, nó có một cái diện mạo mới. Cùng với đó, tất cả các huyện, thị xã, thành phố, các đoàn thể đã đồng loạt phát động lễ trồng cây. Tại huyện Quế Châu, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên, Hà Thị Nga, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trồng hơn 130 cây hoa ban Tây Bắc trên tuyến đường DT384 nối giữa xã Phùng Hưng và xã Bình Kiều. Tại thôn Thái Nội, xã Việt Cường, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Mỹ đã thực hiện trồng hàng cây nhân dân tại thôn Thái Nội với chiều dài 1,2 km, gồm 111 cây Osaka hoa vàng trị giá trên 90 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Hamaden tài trợ. Năm 2013, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ giao các xã thị trấn trồng 1.240 cây lấy gỗ, bóng mát với tổng chiều dài 12,4 km. Tại lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, lãnh đạo huyện Yên Mỹ đã tổ chức trồng hàng cây xà cừ dọc tuyến đường DH44, thị trấn Yên Mỹ. Năm 2023, thành phố Hưng Yên phấn đấu trồng trên 2.400.000 cây xanh các loại, bảo đảm các loại cây trồng phù hợp, hiệu quả, góp phần tạo dựng cảnh quan cho thành phố. Trong đó, tập trung trồng cây ăn quả trên diện tích đất chuyển đổi. Các địa phương triển khai trồng các loại cây bóng mát, cây lấy gỗ trên đường phố, đường giao thông, khu cụm công nghiệp, khu dân cư mới, các cơ quan, đơn vị, trường học,
tích cực trồng cây xanh trong khuôn viên và nơi công cộng. Tại khu dân cư mới xã Đông Tảo, huyện Quế Châu, tổ chức lễ phát động Tết trồng cây. Năm 2023, huyện phấn đấu trồng hơn 6,5 nghìn cây xanh các loại. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân trồng cây gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển nông nghiệp hàng hóa. Huyện Văn Giang phấn đấu trồng 3.000 cây các loại, trong đó khuyến khích trồng các loại cây tạo cảnh quan nông thôn như bàng Đài Loan, bằng lăng, kèn hồng, Osaka hoa vàng, hoa ban Tây Bắc với tổng kinh phí dự kiến khoảng 2,4 tỷ đồng. Để phong trào trồng cây mùa xuân đạt hiệu quả, huyện Văn Giang khuyến khích lựa chọn một loại cây trồng ở các tuyến đường, khu, cụm dân cư nhằm tạo điểm nhấn, nét đặc trưng riêng về cảnh quan toàn huyện, tạo thuận lợi cho công tác quản lý và chăm sóc. Hưởng lễ phát động Tết trồng cây, lãnh đạo huyện đã trồng cây tại hành lang tuyến đường DT379B trước trụ sở huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Văn Giang. Toàn huyện Tiên Lữ phấn đấu trồng 4.550 cây xanh, chủ yếu là cây tạo cảnh quan, cây công trình, cây lấy gỗ và cây bóng mát. Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão 2023, đồng thời yêu cầu các địa phương bố trí địa bàn phù hợp từng loại cây, bảo đảm cảnh quan môi trường. Cây sau khi được trồng được giao cho Ban Chỉ huy quân sự huyện kết hợp với các tổ chức đoàn thể quản lý chăm sóc bảo vệ. Huyện tổ chức trồng hàng cây quân dân tại khu dân cư Đồng Quan số 1, xã Dị Chế. Huyện Kim Động phấn đấu trồng 3.600 cây xanh các loại, chủ yếu là cây bóng mát, cây đô thị nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện tiêu chí cảnh quan môi trường nông thôn mới với các loại cây được khuyến cáo như kèn hồng, ban Tây Bắc, bằng lăng. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và nhân dân đã trồng 160 cây kèn hồng tại tuyến đường liên thôn Bắc Nam Phú và Đông Hưng, xã Thọ Vinh. Huyện Văn Lâm phấn đấu trồng mới 4.280 cây xanh các loại, một số loại cây chính gồm bàng Đài Loan, bằng lăng, ban Tây Bắc, xà cừ. Để đạt chỉ tiêu đề ra, huyện tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, lợi ích thiết thực của việc trồng cây, gắn việc trồng cây nhân dân với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, bảo vệ môi trường. 100% các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tham gia hưởng ứng Tết trồng cây. Trong những năm qua, Tết trồng cây được các cấp ủy, chính quyền, ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân trong huyện Phù Cừ tích cực tham gia, góp phần đem lại môi trường xanh, sạch, đẹp. Theo kế hoạch, năm 2023, toàn huyện Phù Cừ phấn đấu trồng 2.800 cây các loại. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu việc tổ chức Tết trồng cây tại các địa phương, đơn vị đảm bảo đúng quy định, hiệu quả, thiết thực và bố trí lực lượng để tổ chức chăm sóc, quản lý, bảo vệ tốt số cây đã trồng. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu trồng trên 200 cây kèn hồng tại tuyến đường mới thuộc địa phận thôn Hà Linh, xã Đỉnh Cao. Theo kế hoạch năm 2023, huyện Ân Thi trồng 5.000 cây bóng mát các loại ở hai bên lề các trục đường giao thông, trụ sở làm việc các xã, thị trấn, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, trồng 17.000 cây ăn quả như vải lai chín sớm, vải trứng, nhãn, cây có múi, phù hợp với quy hoạch được phê duyệt, đồng thời tiếp tục trồng một số giống cây ăn quả mới để đánh giá chất lượng và xem xét mở rộng diện tích sản xuất. Thị xã Mỹ Hào tổ chức lễ phát động Tết trồng cây tại phường Bần Yên Nhân. Năm 2023, thị xã Mỹ Hào phát động và trồng cây làm điểm tại tuyến đường Phạm Công Trứ, phường Bần Yên Nhân, mở đầu phong trào trồng các tuyến đường cây, đường hoa trên địa bàn. Thị xã phát động phong trào trồng cây gắn với việc xây dựng nông thôn mới, tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường. Mỗi xã, phường trồng từ 1 đến 2 đoạn tuyến đường cây, đường hoa, phấn đấu trong năm trồng mới được trên 6.500 cây các loại. Năm 2023, toàn tỉnh trồng được 72.000 cây, trên 33.800 cây nhân dân các loại, đạt trên 213% kế hoạch tỉnh giao, gồm những cây chính như ban Tây Bắc, bàng Đài Loan, Osaka, kèn hồng, bằng lăng. Tại 164 tuyến đường vượt kế hoạch là 64 tuyến đường và các khu đô thị, khu dân cư mới như khu đô thị Vinhome Ocean Park 2, Vinhome Ocean Park 3. Tổng số kinh phí cho trồng cây năm 2023 khoảng 50,4 tỷ đồng, trong đó ngân sách hỗ trợ là 11,92 tỷ đồng, còn lại là nguồn xã hội hóa. Tất cả các huyện, thị xã, thành phố đã trồng vượt kế hoạch. Điển hình như huyện Văn Giang trồng được gần 34.000 cây, vượt kế hoạch trên 25 lần. Huyện Ân Thi trồng được trên 5.600 cây, vượt 2,5 lần kế hoạch tỉnh giao. Huyện Văn Lâm trồng được trên 4.800 cây, vượt 1,9 lần kế hoạch tỉnh giao. Huyện Yên Mỹ trồng được trên 2.300 cây, vượt gần 1,25 lần kế hoạch tỉnh giao. Thị xã Mỹ Hào trồng được trên 2.800 cây, vượt hơn 2 lần kế hoạch tỉnh giao. Huyện Khoái Châu trồng được 5.630 cây, vượt 2,73 lần kế hoạch tỉnh giao.
huyện Kim Động trồng được gần 2.900 cây, vượt trên 2 lần kế hoạch tỉnh giao. Huyện Phù Cừ trồng được trên 1.500 cây, vượt 1,6 lần so với kế hoạch tỉnh giao. Huyện Tiên Lữ trồng được trên 6.500 cây, vượt trên 2 lần kế hoạch tỉnh giao. Thành phố Hưng Yên trồng được 2.650 cây, vượt 1,4 lần kế hoạch tỉnh giao. Tôi cũng tổ chức trồng ở trên các cái tuyến đường giao thông của huyện, các cái khu dân cư mới, các cái nhà văn hóa của các xã thị trấn. Và 100% các xã thị trấn cũng đã thực hiện hoàn thành cái kế hoạch của ủy ban nhân dân huyện giao. Thì ngoài ra thì trên địa bàn huyện có những cái dự án khu đô thị lớn, ủy ban nhân dân huyện cũng đã vận động và tuyên truyền cái kết quả trồng cây nhân dân tại các khu đô thị thì ước trồng được khoảng 30.000 cây các loại. Chúng tôi đã chỉ đạo ủy ban dân các xã thị trấn lựa chọn những tuyến đường có thể trồng cây được. Thế và với cái số lượng cây chúng tôi thống kê được là trên các tuyến đường được khoảng gần 20 tuyến đường. Thế và đặc biệt là trong cái Tết trồng cây năm 2023 thì chúng tôi tập trung cho nhiệm vụ chuyển đổi cây trồng, mà chủ yếu là đối với Phù Cừ để chúng tôi phát triển mạnh cái chuyển đổi cây trồng sang cây vải trứng ở các xã phía bắc của huyện. Và trong năm vừa rồi thì chúng tôi đã chuyển đổi được hơn 200 ha từ đất trồng lúa sang trồng cây vải trứng. Bên cạnh đó, nhiều xã phường đã tích cực triển khai kế hoạch trồng cây, góp phần phủ xanh toàn bộ diện tích đất nông nghiệp và các tuyến đường liên thôn, liên xã, khu dân cư và giao cho các đoàn thể chăm sóc, bảo đảm trồng cây nào tốt cây ấy. Ngoài cái mô hình phát động mỗi người dân trồng một cây xanh thì phường còn có các mô hình như trồng cây sinh kế của Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai tại hai khu phố Xích Đằng và khu phố Kim Đằng. Trong thời gian tới thì Ủy ban Nhân dân phường chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tiếp tục trồng các cái cây xanh ở các cái tuyến đường. Cùng với các địa phương, một số đoàn thể đã tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây bằng các mục tiêu việc làm cụ thể như Liên đoàn Lao động với phong trào hàng cây công đoàn ở Văn Lâm, Ân Thi, Hội Phụ nữ với phong trào mỗi phụ nữ một cây xanh ở thành phố Hưng Yên, huyện Quế Châu, phong trào trồng đường hoa ở huyện Phù Cừ. Chúng tôi cũng đề ra chỉ tiêu thực hiện từng năm của từng cấp hội, từ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở, tập trung mở trồng các tuyến đường cây dân sinh. Thứ hai là hỗ trợ vườn cây sinh kế khởi nghiệp, và thứ ba là phát động mỗi hội viên phụ nữ trồng ít nhất một cây xanh. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn Thanh niên một số địa phương tích cực xã hội hóa để trồng và chăm sóc cây như Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Mỹ, Đoàn Thanh niên thị xã Mỹ Hào với các tuyến đường cây thanh niên. Ủy ban Thường vụ thị đoàn trong năm 2023 đã tích cực phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thị xã để tham gia xây dựng công trình phần việc, trong đó chú trọng vào xây dựng công trình hàng cây thanh niên. Thì đến nay chúng tôi phối hợp doanh nghiệp trồng 3 hàng cây, một là phối hợp công ty Nani Aqua Việt Nam trồng hàng cây tại xã Xuân Dục trị giá trên 50 triệu đồng. Rồi đoàn xã Ngọc Lâm phối hợp một đơn vị công ty BMB trồng hàng cây trị giá hơn 100 triệu đồng. Và tiếp theo chúng tôi phối hợp với cả ngân hàng Vietcombank trồng hàng cây tại Phan Đình Phùng trị giá gần 30 triệu đồng. Ngoài trồng cây nhân dân, các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực chuyển đổi cây trồng hiệu quả thấp sang trồng cây lâu năm có giá trị kinh tế cao như vải trứng Hưng Yên, vải lai chín sớm, cây có múi với tổng diện tích trên 900 hecta. Việc chuyển đổi đã tạo thành các vùng sản xuất hàng hóa giá trị kinh tế cao. Giá trị thu được trên 1 hecta canh tác năm 2023 đạt trên 238 triệu đồng mỗi hecta, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn. Trước đây thì trồng manh mún, tức là cứ mạnh chỗ nào thì trồng chỗ đó, có thể một tuyến đường trồng nhiều loại cây, hoặc là cái việc cái kỹ thuật trồng cũng không được đảm bảo. Đấy, vừa là có thể là trồng trên cát, hoặc là trồng không có cái trống, hoặc là không có tưới tắm, rồi cũng như cái việc bảo quản nó rất là kém, cho nên là cái chất lượng, số lượng cây và cái tỷ lệ sống rất là thấp, cũng như là nó không được đẹp. Thì bây giờ để khắc phục những cái tồn tại đó là chúng tôi xây dựng kế hoạch và có hướng dẫn rất cụ thể cho các cái huyện, thị xã, thành phố, nhất là các cái xã và các cái đơn vị thi công trồng cây, đó là mình trồng một loại cây thôi cho một tuyến đường để nó rất là đẹp, với kích thước đồng đều, khoảng cách thì từ 10 đến 15 mét, thì như thế nào nó cũng rất đảm bảo cái bóng mát. Đến nay, toàn bộ số cây đã trồng năm 2023 tại các địa phương đều sinh trưởng phát triển tốt. Có thể khẳng định, công tác trồng cây nhân dân được tỉnh chỉ đạo, cả hệ thống chính trị tham gia hưởng ứng. Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp, sự tham gia đông đảo có hiệu quả từ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, chính trị xã hội, từ tỉnh đến cơ sở và nhân dân trong tỉnh,
tiêu biểu như Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân, Đoàn Thanh Niên, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tạo thành hiệu ứng mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào trồng cây nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cây nhân dân chủ yếu được trồng trên các tuyến đường ở các khu cụm dân cư mới, khu cụm công nghiệp, các tuyến đường liên thôn, liên xã trên địa bàn toàn tỉnh đã hình thành các đường cây, hàng cây, trồng một loại cây đồng bộ về kích cỡ và chiều cao, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Năm 2024, tỉnh tiếp tục trồng cây nhân dân nhằm điều chỉnh, bổ sung số lượng cây nhân dân để đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Tập trung trồng 5 loại cây chính bao gồm ban Tây Bắc, bằng Đài Loan, Osaka, Ken Hồng, bằng Lăng. Tổng số cây dự kiến là 24.000 cây. Tiếp tục trồng bổ sung hoàn chỉnh trên 164 tuyến đã thực hiện năm 2023 tại phần chưa trồng và phấn đấu trồng mới tại 100 tuyến đường trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, thị xã Mỹ Hào trồng 2.800 cây, các huyện Văn Lâm trồng 4.500 cây, Yên Mỹ 1.800 cây, Khói Châu trồng 1.080 cây, Văn Giang trồng 680 cây, Ân Thi trồng 3.150 cây, Kim Động trồng 2.400 cây, Phù Cừ 4.350 cây, Tiên Lữ 1.640 cây, thành phố Hưng Yên trồng 1.600 cây. Đối với các tuyến đường, khu dân cư, khu cụm công nghiệp, chỉ chọn một loại cây để trồng, khuyến khích lựa chọn trồng một loại cây cho nhiều tuyến đường, nhiều khu vực để tạo điểm nhấn, nét đặc trưng riêng về cảnh quan, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để quản lý, chăm sóc và phù hợp với tập quán của người dân. Cây được lựa chọn trồng phải phù hợp với khu vực, khí hậu, thổ nhưỡng và điều kiện chăm sóc của địa phương. Cây phải đảm bảo chất lượng, đồng đều về độ tuổi, kích thước, phải tuân thủ đúng kỹ thuật trồng, chăm sóc đối với từng loại cây. Cây sau khi trồng phải được bàn giao để quản lý, chăm sóc thường xuyên. Việc trồng cây phải thiết thực, hiệu quả, tuyệt đối không phô trương hình thức gây lãng phí. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giao kế hoạch cho các xã phường, thị trấn tổ chức trồng cây nhân dân năm 2024. Mỗi huyện, thị xã chọn địa điểm để tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn của đơn vị mình. Toàn tỉnh đồng loạt tổ chức phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn vào ngày 15 tháng 2 năm 2024, tức ngày 6 tháng Giêng âm lịch. Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, hướng dẫn cụ thể của các cơ quan chức năng, sự hưởng ứng sôi nổi, tích cực của cán bộ và nhân dân cùng các cơ quan đoàn thể, chắc chắn các địa phương sẽ thực hiện tốt mục tiêu trồng cây xanh mà tỉnh đã đề ra, góp phần cùng cả nước hoàn thành chương trình trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh. Qua đó, góp phần quan trọng để bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo cho sự phát triển bền vững, bảo vệ cuộc sống của nhân dân cũng như hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.